Làm công việc chạy được cả trên mặt nước. Nhưng mà bên trong lầu các mở thế thì em chạy ra em về trong chạy. Thế xong rồi là với... đang đọc quay về luôn vậy. Quay về nhà ông Lộc, à quay về nhà ông Thái, quay về ông Thái thì ông không vui. Ông Thái á? À, biết rồi. Thế xong rồi là lúc ấy quay về thì gặp chú đấy. À, gặp chú tôi tìm vợ là chị tôi thì rằng là bà lấy bà cho ông tức tí. Thế cho bảo em là bảo bà luôn thì em thấy. Trẻ lắm. Bà làm rồi ạ, bà. Thế xong rồi là... tuổi tác cao như thế phải đóng góp đầy đủ thế, cháu phải học rõ thế là ông khởi mắt thì nhiều công nhiều việc.
mà nhiều công nhiều việc là kiếm nhiều bạn. Các cháu ngoan học hành chăm chỉ tiến bộ. Cảm ơn các anh. Sang năm mới thì gọi là đầu năm bọn chúng con cũng có gì đâu, gọi là qua một tuổi thì chúc sức khỏe của ông bà. Thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn các anh. Hai ông ấy tôi ơi thì kỳ không đồ đồ nước không hề lâu thật. Thế ở quê Hưng ạ, em nhà cháu thích thịt đông lắm. Cháu thì nấu nặng cứ đem lên sân làng thì nó làm bệnh viện á. Nó về thì nó giảm có điều nhiệt về. Sân làng kém. Đấy, học bên sông Ao. Đi lập nhỉ? Đi lập. Nhưng mà nói là trí nhớ của mình vẫn nhớ thì là. Không, hai ngày thứ bảy thôi mình. Đề nghị thầy giáo. Có công thức.